Vì sao thiên tài có chỉ số IQ cao nhất thế giới phải học lại cấp 1? Nhắc đến thiên tài với trí thông minh hàng đầu nhân loại của thế kỷ 20, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Stephen Hawking và Albert Einstein. Tuy nhiên, có một người đã vượt qua cả chỉ số IQ của hai nhà bác học này, đó là Kim Ung-yeon. Thiên chất thông minh ngay từ nhỏ. Kim Ung-yeon sinh năm 1962 tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Kim đã thể hiện một trí tuệ phi thường. Ông bắt đầu biết nói khi mới 6 tháng tuổi, hiểu phép tính vi phân khi chưa đầy 2 tuổi và thành thạo khi lên 4. Cũng ở độ tuổi này, Kim đã thành thạo 6 thứ tiếng, gồm tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Trung. Khi 5 tuổi, Kim đạt chỉ số IQ 210 và được ghi vào sách kỷ lục Guinness là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Ông đã duy trì kỷ lục này trong 10 năm liên tiếp và được công nhận là thiên tài tầm cỡ thế giới. Cha mẹ nhận ra khả năng đặc biệt của Kim và đã đăng ký cho con vào một trường học dành cho trẻ em có năng khiếu. Năm 1967, khi Kim mới 5 tuổi, ông đã xuất hiện trên đài truyền hình Fuji ở Nhật Bản và khiến khán giả nước này và thế giới sửng sốt với khả năng giải các phương trình toán học phức tạp mà hầu hết mọi người đều không thể làm được. Sau đó, gia đình rất lo ngại về sự an toàn vì con có thể trở thành mục tiêu của những kẻ bắt cóc hoặc tống tiền. Vì vậy, họ quyết định chuyển đến Mỹ. Khi 8 tuổi, Kim Ung-yeon được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, mời đến làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu. Ông nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Mỹ và gây ấn tượng với đồng nghiệp về trí thông minh cũng như tinh thần làm việc. Ông làm việc trong nhiều dự án khác nhau, bao gồm thiết kế tàu con thoi và phát triển hệ thống máy tính để sử dụng trong thám hiểm không gian. Từ bỏ đỉnh cao vì vô cùng cô độc. Mặc dù thành công và được ghi nhận tại NASA, nhưng Kim Ung-yeon đã vỡ mộng với công việc. Từ trong sâu thẳm, Kim vẫn là chàng trai trẻ đang lớn, khao khát tình thương của gia đình và bạn bè ở Hàn Quốc. Ông từng chia sẻ, 10 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ là khoảng thời gian cô độc và đáng buồn nhất trong đời mình. Thời điểm đó, tôi sống chẳng khác gì một cỗ máy. Tôi thức dậy, giải quyết những việc được giao hàng ngày, ăn, ngủ và cứ thế. Thời gian trôi đi, tôi thật sự không biết tôi đang làm gì. Tôi vô cùng đơn độc và không có lấy một người bạn. Ông đã đưa ra một quyết định khó khăn là rời NASA, trở về Hàn Quốc và tiếp tục việc học và nghiên cứu. Quyết định rời NASA của Kim Ung-yeon vấp phải sự phản đối kịch liệt của cha mẹ và đồng nghiệp bởi họ tin rằng ông đang bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Những người trước đây ca ngợi Kim quay quắt 180 độ, gọi ông là thiên tài thất bại, chỉ trích ông vì quyết định này. Kim đã phải vật lộn với chứng trầm cảm và cảm giác bị cô lập trong những năm đầu trở lại quê nhà, thậm chí có lúc Kim còn nghĩ đến việc tự tử. Bắt đầu từ con số 0. Kim Ung-yeon bắt đầu lại từ đầu, nhưng để có thể làm việc ở Hàn Quốc, ông phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học và đại học. Vậy là thần đồng năm nào phải theo học từ đầu như bao người bình thường khác. Đương nhiên, với một thiên tài từ nhỏ thì việc đó không chút khó khăn nào. Ông nhận bằng tốt nghiệp 3 cấp học chỉ sau 2 năm kể từ khi về nước. Năm 1981, ở tuổi 19, Kim Ung-yeon đăng ký vào ngành kỹ thuật dân dụng ở Đại học Quốc gia Chungbok. Sau khi tốt nghiệp, ông làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đất đai và Môi trường. Ông coi đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra. Kể từ năm 1988, ông đã xuất bản hơn 100 bài báo trên các tạp chí học thuật trong và ngoài nước. Năm 2014, ở tuổi 52, Kim Ung-yeon đã trở thành giáo sư tại Đại học Sinhan tại tỉnh Gyeonggi. Chia sẻ về công việc mới, ông khẳng định đây chính là điều ông mơ ước mấy năm qua. Tôi rất phấn khích khi dạy tại trường đại học. Công việc từ lâu đã là giấc mơ của tôi. Tôi sẽ cống hiến hết mình để truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau. Hoàn hảo là vô nghĩa nếu không hạnh phúc. Không trở thành một chính trị gia cấp cao hay một nhà kinh tế đại tài theo kỳ vọng của mọi người, Kim Ung-yeon theo đuổi việc giảng dạy tại đại học đúng như mơ ước của mình. Theo ông, đây là quãng thời gian ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm qua, ngoại trừ việc vẫn thường xuyên bị truyền thông soi mói. Kim Ung-yeon nói,
Rõ ràng truyền thông đánh giá thấp việc tôi chọn một công việc bình thường. Dù bị gọi là thiên tài thất bại, nhưng ông khẳng định cuộc sống của ông rất hạnh phúc. Theo chuẩn mực cá nhân của ông thì đó là thành công. Trả lời trên tờ The Korea Herald, Thần Đồng một thời tâm sự. Mọi người đều kỳ vọng rằng tôi sẽ trở thành một quan chức cấp cao hay lãnh đạo công ty lớn. Thế nhưng, tôi không nghĩ rằng việc không làm được như những gì người khác kỳ vọng thì họ được quyền gọi tôi là thất bại. Từng được ghi danh là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, nhưng Kim Ung-yong nhận ra sự thành công về học vấn không phải là thước đo một con người. Ông cũng đưa ra lời khuyên với các bậc phụ huynh, những người rất háo hức học cách nuôi dạy con mình trở thành thiên tài. Theo đó, điều tốt nhất bố mẹ có thể làm cho con cái với tư cách là đấng sinh thành là hỗ trợ và hướng dẫn chúng tự đạt được mục đích từng bước một. Với những cống hiến của mình, Kim Ung-yong hy vọng có thể thay đổi các quan điểm giáo dục sai lầm tại Hàn Quốc. Ông cho rằng, xã hội không nên nhìn nhận con người dựa trên những tiêu chí chủ quan, mỗi người đều có khả năng và ước mơ riêng đáng được tôn trọng.